Văn Quyết không xứng đáng với cúp bóng vàng Việt Nam 2022. Ban tổ chức đã trao nhầm danh hiệu mất rồi. Tiến Linh mới xứng đáng hơn. Đó là những lời bình luận có thể dễ dàng bắt gặp trên các nền tảng mạng xã hội khi nói về tiền đạo của Hà Nội FC. Người ta mãi nhớ về buổi tối ngày 25 tháng 2 năm 2023 khi ban tổ chức xướng tên tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở danh hiệu của bóng bạc, thì ngay lập tức cái tên Nguyễn Văn Quyết đã được kênh báo chí và cộng đồng mạng chỉ mặt đặt tên cho danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2022. Nhiều người cho rằng thật bất công với Tiến Linh với màn trình diễn ấn tượng tại tuyển Việt Nam hay 6 bàn thắng ở chiến dịch AFF Cup 2022 là tiêu chí để cho rằng tiền đạo của Bình Dương ăn đứt Văn Quyết trong năm 2022. Ngược lại, với chức vô địch V-League, cúp quốc gia 2022, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022. Cùng với đó là một phong độ ấn tượng suốt năm qua trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội chính là yếu tố để Văn Quyết lọt vào top 5 đề cử. Thay vì tranh cãi hay phân bua, tiền đạo sinh năm 1991 quyết định im lặng và chờ đợi. Thời gian trôi qua gần 2 tháng, V-League 2023 đã trải qua được 7 vòng đấu. Trong bảng danh sách, 5 cái tên dẫn đầu cho danh hiệu vua phá lưới ở giải đấu này có 4 cái tên ngoại, bao gồm Rafelson, Bruno Cartagena và Diallo, Romario Gondon. Nguyễn Văn Quyết là cái tên Việt Nam duy nhất đang chiếm trệ ở vị trí top 2 với 6 bàn. Đó chẳng khác nào một câu trả lời mà nhiều người hâm mộ tiền đạo 31 tuổi đang tìm kiếm và chờ đợi. Đó còn là đẳng cấp của tân cầu bóng vàng Việt Nam 2022, Nguyễn Văn Quyết. Năm 2020, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết lần đầu tiên giành danh hiệu của bóng vàng Việt Nam khi bước sang độ tuổi 30. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là một cầu thủ trên mảnh đất hình chữ S thì đó là một danh hiệu muộn màng. Tròn 10 năm, tôi thi đấu chuyên nghiệp và cũng tròn 10 năm góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Vinh dự này, tôi đã chờ đợi rất lâu để được đứng ở đây, Văn Quyết chia sẻ. Để có được thành quả này là cả một sự cố gắng và bền bỉ của Văn Quyết. Không có nhiều cầu thủ đủ kiên nhẫn chờ đợi cả thập kỷ cho một danh hiệu cá nhân. Trong quá khứ, Văn Quyết công vinh từng làm được điều này khi ở độ tuổi U23. Những đồng đội của Văn Quyết ở câu lạc bộ Hà Nội như Quang Hải, Hùng Dũng cũng giành quả bóng vàng Việt Nam khi khoác áo đội tuyển quốc gia không lâu. Hùng Dũng thậm chí chỉ mất có hơn một năm khoác áo đội tuyển quốc gia để có được danh hiệu này. Với Văn Quyết, đó là hành trình của sự kiên trì. Trước đó, Văn Quyết xứng đáng giành danh hiệu này ở mùa 2016 và 2017. Tuy nhiên, vì nhận những án phạt nguội ở V-League mà anh đã lần lượt đánh rơi các danh hiệu cá nhân. Sau AFF Cup 2018, cái tên Văn Quyết hầu như vắng bóng ở đội tuyển quốc gia. Thậm chí, trước vô địch năm đó của đội tuyển Việt Nam, dù Văn Quyết làm đội trưởng nhưng ai cũng hiểu rằng Quý Ngọc Hải mới là đội trưởng đích thực của giải đấu năm đó. Nguyễn Văn Quyết hoàn toàn khỏe mạnh và đủ thể chất nhưng chỉ chơi có vỏn vẹn 3 trận ra sân, mỗi lần không quá 45 phút. Mỗi lần như vậy, thứ anh nhận lại đều là sự đắng ngắt, đó là sự la ó, là chỉ trích từ khán giả cả trên mạng xã hội lẫn trên sân. Một tháng trước giải đấu năm đó, anh là đầu tàu của Hà Nội FC thống trị V-League một cách tuyệt đối, được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Giữa năm, anh cùng Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASEAN lần đầu tiên trong lịch sử. Vậy mà mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ. Khi đó, Văn Quyết không kiểm soát được chính mình, không hiểu nổi được sự sa sút của bản thân. Trên các trang báo, anh xuất hiện với danh xưng người thừa cùng những dấu hỏi cỡ đại. Khán giả thì gọi anh là tù trưởng, khó chịu với màn trình diễn của anh càng khiến cho việc gượng dậy trở nên khó khăn hơn. Thể chất thì vẫn khỏe mạnh nhưng tinh thần thì khó tránh khỏi sự rã rời. Những lời động viên cũng không thể khiến cho Văn Quyết bình tâm trở lại. Anh đã tự vấn bản thân, tôi là gì, đang làm gì ở đội tuyển Việt Nam? Câu hỏi ấy hiện lên cũng là lúc Văn Quyết mất đi sự tự tin với chính bản thân mình. Anh dần lạc lõng trong một tập thể vẫn đang ngày càng bay cao trong hành trình chinh phục các danh hiệu. Tuyển Việt Nam càng bay cao bao nhiêu, cơ hội ra sân của Văn Quyết càng nhỏ đi bấy nhiêu. Không một huấn luyện viên nào muốn thay đổi công thức chiến thắng. Và không sử dụng Văn Quyết, vì thế càng không phải là thắc mắc của nhiều người. Lần đầu tiên lên đội tuyển Việt Nam vào năm 2011, làm việc với 5 đời huấn luyện viên trưởng, Văn Quyết đã trải qua đủ những đắng cay và chưa bao giờ chạm tay vào một danh hiệu chính thức. Và rồi AFF Cup 2018 trở thành giải đấu giải tỏa cơn khát. Cuối cùng thì Quyết cũng được chạm tay vào chiếc vô địch thực sự. Được là người đầu tiên nâng cao chiếc cúp, nhưng sâu trong thâm tâm anh hiểu được vị trí của mình lạc lõng trong hành trình đến ngôi vương của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy có lạc lõng nhưng không bi kịch hóa nỗi đau của bản thân, Văn Quyết vẫn im lặng ngay cả khi mang tiếng mâu thuẫn với huấn luyện viên Park Hang-seo. Với những cái tôi lớn, sự bất đồng có thể trở thành một vụ nổ trong phòng thay đồ. Nhưng đó lại không phải là cách hành xử của Văn Quyết. Giới chuyên môn nhận định chính sự im lặng ấy của Văn Quyết cũng chính là sự đóng góp cho chức vô địch AFF Cup 2018. Khi câu hỏi được đặt ra là thầy Park, ông chỉ nói rằng Văn Quyết là cầu thủ giỏi,
có chuyên môn tốt vẫn nằm trong danh sách theo dõi của ông. Cũng vì điều này đã khiến cho Văn Quyết cố gắng không ngừng nghỉ trong màu áo Hà Nội. Văn Quyết giúp cho Hà Nội FC vô địch V-League liên tiếp trong các năm 2018-2019 và đến chung kết liên khu vực AFC Cup. Anh đứng ngoài nhiều đợt tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam và chỉ có thể trở lại vào cuối năm 2020. Đó là thời điểm mà Văn Quyết được ông Park triệu tập cho đợt tập trung duy nhất trong năm để chuẩn bị cho các giải đấu lớn của năm 2021. Cánh cửa lên tuyển tưởng như đã khép lại thì đã mở ra với những nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền đạo Hà Nội. Danh hiệu có bóng vàng tưởng như không thể chạm tới, cuối cùng cũng đã dành cho người xứng đáng nhất. Đó chỉ là một trong số những giai đoạn khó khăn mà Văn Quyết đã phải vượt qua chính mình để đến với thành công. Văn Quyết sinh ra trong một gia đình làm nông ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Gia đình anh không ai theo nghiệp thể thao, nhưng bản thân cầu thủ này lại đam mê với bóng đá từ nhỏ. Văn Quyết đến với trái bóng khá muộn, năm 15 tuổi mới bước chân vào trung tâm bóng đá Viettel. Anh được một người anh cùng địa phương giới thiệu vào trung tâm. Anh tham dự hầu hết các giải trẻ của Viettel. Khi thể công giải thể, đó cũng là một ngã rẽ với Văn Quyết. Năm 2010, anh đầu quân cho Hà Nội thi đấu ở giải hạng nhất. Mùa giải sau đó, anh được đôn lên Hà Nội TNT và bắt đầu hành trình trở thành trụ cột của đội bóng này. Chia sẻ với báo chí về giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, Văn Quyết đã nói rằng: "Đó là khi người thân bị đau ốm, bệnh tật, bóng đá không phải là tất cả cuộc sống. Tôi nghĩ bản thân cuộc sống là khó khăn, thách thức để chúng ta vượt qua, tiến về phía trước. Bóng đá có nhiều áp lực, là cầu thủ Hà Nội càng áp lực hơn vì câu lạc bộ có quá nhiều những cầu thủ giỏi. Do đó, càng lớn tuổi, tôi càng cố gắng để mình khỏe mạnh hơn các cầu thủ trẻ. Các em chạy 10 thì mình phải chạy 11. Quả thực áp lực càng cao thì kim cương càng sáng. Không những là nhân tố giúp cho Hà Nội FC vô địch V-League 2022 và giành về thêm một quả bóng vàng Việt Nam cho cá nhân, Văn Quyết giờ đây còn đang là cầu thủ đầu tàu của đội chủ sân hàng đấy. Và có thể nói rằng Văn Quyết đã bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Phá lập công thứ hai vào lưới Hải Phòng trên sân hàng đấy ở vòng 6 V-League là một cột mốc đặc biệt của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 3 trong lịch sử chạm cột mốc 100 bàn thắng ở đấu trường V-League. Cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn có những quan điểm trái chiều về năng lực của Văn Quyết. Tuy nhiên, có số thống kê đã chỉ ra rằng tiền đạo sinh năm 1991 xứng đáng được ghi nhận là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Số cầu thủ vượt qua được cột mốc 100 bàn thắng ở V-League trong suốt lịch sử hơn 20 năm của giải đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League lần lượt là Hoàng Vũ Samson 182 bàn, Đỗ Melo 147 bàn, Nguyễn Anh Đức 127 bàn, Lê Công Vinh 116 bàn, Huỳnh Casey Anves 113 bàn, Nguyễn Văn Quyết 100 bàn. Ngoài 3 cầu thủ nhập tịch, chỉ có 3 tiền đạo nổi vượt qua cột mốc 100 bàn. Và có lẽ sẽ rất lâu nữa, bóng đá Việt Nam mới lại có thêm một cái tên khác chạm đến cột mốc 100 bàn. Những cầu thủ hiện còn đang thi đấu thì thành tích này còn rất xa. Đối với các nội bình thì việc chạm tới con số 100 bàn thắng ở V-League càng ngày càng trở nên khó khăn hơn khi các đội bóng chuộng tiền đạo ngoại. Mang tấm băng thủ quân ở trên vai áo, Văn Quyết lúc nào cũng hướng về mục tiêu chung với cả đội. Không ít lần, anh đúc thúc các đồng đội xung quanh không được từ bỏ vì anh biết rằng ánh hào quang luôn ở phía sau đường hầm tăm tối. Tất nhiên, nắm bắt thời cơ, Văn Quyết dính tấm thẻ đỏ trong trận đấu ở vòng 7 V-League, nhiều người sẽ ngay lập tức chỉ trích anh. Thậm chí, Văn Quyết có thể đối diện với án phạt nặng. Nhưng đó cũng là cái tôi lớn của một ngôi sao bóng đá, thì tiền đạo 31 tuổi vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với đó. Để ngày anh trở lại, Hà Nội FC sẽ ngày càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Văn Quyết có thể sẽ lỡ hẹn với giai đoạn cực thịnh của bóng đá Việt Nam, có thể không hợp với triết lý và chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng chưa bao giờ anh biến mình trở thành một kẻ nổi loạn trong tập thể. Bóng đá là trò chơi chứa nhiều biến số. Với câu lạc bộ Hà Nội, xuyên suốt hơn 10 năm qua, những gì mà Văn Quyết đóng góp cho câu lạc bộ là cực kỳ lớn. Đội trưởng của đội bóng đất thủ đô là người anh lớn, luôn giúp đỡ các cầu thủ trẻ, chỉ bảo cho họ từng chút để thay đổi và vươn lên. Một ngôi sao đi lên từ khó khăn, một người đội trưởng tính cách thầm lặng bên ngoài nhưng rất quyết liệt ở trên sân, sẵn sàng làm tất cả vì đội bóng của mình. Tài năng, phong thái của một kẻ thức thời, sẵn sàng đạp lên định kiến, trả lời bằng những bàn thắng, đó là đội trưởng của Hà Nội FC, là tân của bóng vàng Việt Nam, Nguyễn Văn Quyết.